Xin chúc mừng bạn Thế Lâm Nguyễn, bạn Mạnh Nguyễn, bạn Văn Khiêm. Câu trả lời các bạn đã hợp lệ khi like, đăng ký, nhấn chuông. Bạn thích Titan nào nhất trong CKBD Toilet? Đáp án 1, Titan TV Man. Đáp án 2, Titan Speaker. Đáp án 3, Titan Camera Man. Câu trả lời chỉ hợp lệ được chọn lên TV khi đã like, đăng ký, nhấn chuông. Chúc tất cả may mắn. Ở đây là đâu thế này? Cái quái gì đang ở trước mặt của ta vậy? Thứ này đúng là quá kinh dị mà. Ta vừa gặp ác mộng sao? Đó hẳn là ngày tận thế ghi màn. Một giấc mơ quá kinh khủng rồi. Tìm gì đó ăn cho đỡ sợ thôi nào. Tay nghề cũng khéo đấy anh bạn. Nhà cửa cũng tiện nghi ghê. Giữ thần biết nấu ăn luôn mới chết. Nhìn mà đói bụng ghê chưa ta? Cho tôi ăn với nào anh bạn. Đảm đang giữ vậy cha nội. Dậy ăn cơm nào em yêu ơi. Đang ngủ, cấm làm phiền. Anh để đồ ăn đây nhé vợ yêu. Bữa sáng tình yêu ngọt ngào quá. Cho anh lên giường nhé. Đang tới khúc hay ho. Vợ ơi, anh đi làm nhiệm vụ. Về nhớ bù đắp cho em nhé. Đạo diễn làm ăn chán quá chán. Bình tĩnh nào anh bạn ơi. Chúng ta cần phải tiến về phía trước. Ông này chắc mắc chứng sợ đám đông. Trận chiến hôm nay đúng là quá ác liệt. Cậu có dẹp đi sự hèn nhát không hả? Mọi người đang chiến đấu còn cậu chỉ đứng đó ôm đầu. Thế cậu nghĩ họ chiến đấu vì ai? Nên hãy dẹp đi sự hèn nhát ngay bây giờ. Nhanh lên hai anh bạn ơi. Mọi người đang cần chúng ta giúp. Đồ vô tích sự. Tôi phải chiến đấu đây. Cho dù có phải bỏ mạng cũng quyết tử với chúng nó. Đúng thật là quá lì lợm. Hãy để cho những người bạn của ta yên. Tụi bay chỉ toàn đem đến sự đau khổ và bất hạnh. Một vụ nổ quá là kinh hoàng. Cẩn thận bên trái kìa anh bạn. Thôi muộn mất rồi. Thì ra là mặt thộn nhà ngươi. Biến đi đồ dơ bẩn. Người dám nói ai là đồ dơ bẩn. Ngươi tiêu đời rồi ông giáo ạ. Rồi xong không toàn thây luôn. Không sao chứ anh quay phim đẹp trai. Chiến đấu tiếp thôi. Công nhận trận hôm nay quá hấp dẫn. Chào anh đồng hồ lớn nhé. Gì kỳ vậy anh trai? Thì ra là bổ sung sức mạnh cho vũ khí. Có trang bị xịn sò rồi đây. Một trang bị quá là tuyệt vời đấy. Nhìn kìa chúng đang rơi. Hãy rời khỏi đây mau. Nó mang ông già bay luôn rồi kìa. Ông già này sức cũng trâu dữ thần. Mình ổng chắc cần nguyên hạm đội luôn. Má ơi có điểm rồi đây. Cứu tôi với ông già tiến sĩ ơi. Số mình đúng xuôi tận mạng luôn. Hello ông già nhé. Chắc tính dọa ma tôi đây mà. Ông này khôn hơn người nghĩ nhiều đấy. Sống dài như đĩa vậy CKBD. Tình thế của mình đúng xuôi tận mạng. Chứ tôi say xe quá rồi đây nè. Ai đó làm ơn cứu tôi với. Chiến trường gì cả rừng CKBD. Đã thế lại con nào con đấy bự quá. Ôi chúng đang tấn công mình. Ai đó làm ơn cứu cái mạng tôi với. Xít nữa thì trầu trời luôn rồi. Bám dai vậy mấy ba. Lêu lêu hụt rồi nhé.
đó chính là rút chốt. Có quà cho ngươi nè nhóc. Ôi không, cái chốt quý giá của ta. May quá mình vẫn còn sống. Cái mạng của mình vẫn còn rất lớn. Yên tâm, mình ngỏm lấy ai quay phim. Thứ mình cần làm là tiêu diệt toàn bộ lũ này. Đặc biệt là một tên đáng ghét như ngươi. Đeo kính nhìn xấu mà cứ thích đeo vậy. Bye bye lão già nhé. Mình cần tìm người giúp ngay lập tức. Có hy vọng sống đến ngày mai rồi. Cơ hội rất mong manh nhưng có còn hơn không? Ôi là một tên CKBD, mình xui vậy sao? Đừng nói đó là một tập đoàn nhé. Ôi may quá, đó là anh The Zin Man. Anh ta đang trừng phạt CKBD. Chào anh bạn, tôi cần giúp đỡ. Ngươi của thật bám dai hơn ta nghĩ. Tuy nhiên xui cho người rồi cưng ạ. Ai bảo cứ đuổi theo ta làm gì? Tiêu diệt hắn đi anh bạn của tôi. Tôi đời một tên mặt thộn rồi nhé. Một kiểu châu ông bà không thể nào thảm họa hơn. Hôm nay đúng thật quá may mắn. Khi gặp được đồng minh trong hoàn cảnh này. Có chuyện gì vậy anh bạn ơi? Một cỗ máy phun lửa đây mà. Thôi tôi đời rồi, hắn ta đang tấn công. Chạy là thượng sách. Với cái tiết trời như này, rất dễ trở thành đồng nát. Chúng ta nên đi thôi anh The Zin Man. Cái quái quỷ gì đang ở kia? Chúng ta có tiếp viện rồi đấy. Thật đúng là quá may mắn mà. Cây bút chì to dữ thần vậy. May mắn đang mỉm cười với chúng ta. Người gan to quá rồi CKBD. Ôi thôi toi đời rồi. Hắn ta bị gì vậy? Người tiêu đời rồi nhé con trai. Mọi chuyện ở đây ổn cả chứ? Còn ai chán sống thì bước ra đây. Anh làm vậy chúng chạy mất dép còn đâu. Đúng là chọc nhầm ổ kiến lửa. Đó là cái gì vậy? Bọn chúng sẽ tấn công chúng ta. Xin chào tất cả mọi người. Cậu giành công của tôi vừa thôi ta tân cơ lắc man. Bắt tay trước khi kết thúc mọi chuyện. Kiểu bắt này chưa thấy bao giờ. Chuẩn bị nhé các bạn. Chúng ta sẽ chiến thắng. Chúng ta sẽ kết thúc ngay tại đây. Cuộc chiến bây giờ mới thực sự bắt đầu. Dù biết thương vong là vô số nhưng họ vẫn tiến về phía trước. Đón chờ sự thể hiện của chúng tôi. Và tin vào ngày Khải Hoàn trở về. Tạm biệt nếu tôi không còn sống để nói câu này. Bọn chúng đang chuẩn bị vũ khí. Quả là một cỗ máy hùng hậu. Lực lượng rất là ghê gớm. Đã mạnh lại còn đông. Đó là thứ gì thế kia? Cứ như là rất bí mật. Là ta, Ghi Man đẹp trai đây. Hôm nay sinh nhật ta cũng là ngày tan của các người.